Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chào bạn. Dạ. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, em kính chào anh Quyền Linh. Rồi em. Dạ, chị Cát Tiên và các... Cát Tường. Dạ, chị Cát Tường. Dạ, em tên là Phan Nhật Tuyên. Em 33 tuổi, quê ở Đà Lạt. Đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm kỹ sư công nghệ thông tin. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh, em chào bạn Nam. Em chào quý vị khán giả. Em tên là Hà Ngân Ngân. Em sinh ra tại Lâm Đồng ạ. Và hiện tại em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Thì năm nay em 25 tuổi ạ. Hiện tại em đang làm nhân viên phát triển kinh doanh của một công ty về logistics ạ. Mình có ưu điểm với khuyết điểm gì? Em nói khuyết điểm trước. Thì khuyết điểm của em là em hơi vô tư, hơi nóng tính đó chị. Dạ, nhiều khi thể hiện cảm xúc hơi mạnh. Với lại em hay nhõng nhẽo nữa. Rồi còn ưu điểm gì nữa không? Có cái bài Bùa Yêu của Vết Phương đó chị. Em cảm thấy mình có một cái số những cái đặc điểm cũng được như trong cái bài đó là ngoan hiền, không hay đi chơi và biết nấu ăn ạ. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Mọi người nói là hiền. Em cũng trầm tính, chín chắn trong cái vấn đề suy nghĩ. Và cả lời nói và hành động nói chung là rất là cẩn trọng. Tìm tòi học hỏi sáng tạo, có tinh thần cầu tiến và có định hướng rõ ràng trong tương lai. Thích sự lãng mạn, cũng thích nói chung là một chút tự do. Rồi biết làm thơ. Thơ luôn. Thơ. Đọc một bài thơ nào đó. Dạ, em có làm một bài thơ để gửi bạn nữ bên kia. Anh tìm em giữa đường đời xuôi ngược, mãi kiếm tìm nửa còn lại đời anh. Em biết không, đường trần duyên chẳng dễ. Anh muốn mình thắp sáng trái tim yêu, cùng xây nền dựng móng mãi lâu bền, để vững lối bước qua mọi trăn trở. Nắm tay nhau dưới ánh sáng chan hòa, tắm say nhau trong bản tình ca hạnh phúc. Vì tương lai còn đang ở phía trước, nguyện một lòng cùng em chia sẻ ngày ước hẹn em hơi nhớ nhé. Tình vợ chồng chung thủy mãi gắn liền, dẫu mai kia có vận đổi sao dời, em vẫn mãi là bến đỗ của đời anh. Bạn gái cảm thấy như thế nào? Để đáp lại bạn nam, em cũng có hai câu thơ thấy là cũng hợp rồi đó chị. Hợp rồi đó hả? Dạ. Mời em. Dạ, nước trong nước chảy quanh chùa, không yêu em cũng bỏ bùa để cho anh yêu ạ. Ôi cẩn thận nha, bên đây bỏ bùa đó nha. Nghe làm thơ phát nôn luôn. Tôi muốn làm một vần thơ hay mới lạ, lạ mới hay, hay mới lạ mới hay. Lạ mới hay, hay mới lạ. Hay hay là lạ, mà lạ là hay, hay mới lạ mới hay. Hết. Bây giờ mình nói chút xíu về tình trường đi bạn trai. Rồi, bạn trai trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua 9 mối tình rồi. Hả? Trời ơi, nhiều quá vậy. Cái gì? Dạ. 9 mối tình hả? Dạ. Đúng rồi. Vậy là cô này là thứ 10. Dạ, đúng rồi. Em hy vọng là nói chung là điểm 10 đẹp rồi. Kinh nghiệm tình trường dữ rồi nha. Nhiều khi chỉ là cái sự say nắng thôi mà anh cũng tính vô mối tình sao chị? Nhiều khi là sự say nắng thôi mà vẫn tính vô mối tình, hay là tình thật sự, tình sâu đậm? Tình cũng thật sự cũng sâu đậm. Tình sâu đậm. Biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ từ hồi năm đại học, nói chung là 13 năm rồi. 13 năm 9 mối tình, tức là trung bình một năm mấy một mối? Mối mà dài nhất, sâu đậm nhất là bao nhiêu? 3 năm. Rồi sao chia tay? Em muốn tiến tới hôn nhân nhưng mà bạn ấy thì bạn còn muốn tính toán đứng núi này trong núi kia, nên thành ra em có lẽ là không chờ được. Rồi 8 mối còn lại? Chỉ có mối tình đầu tiên là khi em yêu cùng bạn cùng lớp. Mình yêu bạn nhưng mà bạn thì bạn yêu cái đối tượng nó có về vật chất cao hơn mình. Là sau 9 mối tình em có rút ra kinh nghiệm tại sao lại mình chia tay 9 mối tình đó không? Dạ thì em cảm thấy là thứ nhất là mình không thể lo cho người phụ nữ, và em cũng không muốn ăn bám vào họ. Tại vì ngoài mối tình đầu ra thì sau đó là với những mối tình còn lại thì là các cô các chị ngỏ lời với em, và thậm chí sếp của em cũng ngỏ lời với em luôn. Trời ơi, nên... hấp dẫn dữ vậy hả? Đào hoa dữ vậy ta? Hay là các cô gái thấy em gọi là hiền rồi lừa em hả? Dạ cũng có khi vậy. Trời ơi, thiệt luôn hả? Lừa thì cũng chỉ có hai người thôi. Lừa là lừa sao? Dạ mượn tiền bạc đồ. Lừa được không? Dạ được chứ, tại cũng mượn của anh tầm mười mấy triệu. Đối với em rất là yêu, rất là nghiêm túc, nên thành ra khi em cho bạn thì em cũng không đòi luôn. Hay da. Dạ. Chính mối tình nó cũng nhược điểm của em á, tại em cũng thật thà, với lại cũng đúng rồi, thấy em thật thà. Nhưng mà bây giờ chị hỏi là bây giờ em đã sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa? Hay là vẫn đang còn sưu tầm bạn gái? Thì em đảm bảo là ok. Đảm bảo phải không? Chắc dạ. Chắn nha. Chứ dạ. Bên này cũng nghe chín mối tình là có hơi hoang mang rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ bạn gái em có mấy mối tình? Dạ chị, em trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai á thì chia tay là bởi vì á bạn em còn lưu luyến người yêu cũ á chị.
Cho nên là em không có chấp nhận được cái việc đó. Em ơi, trong 9 mối tình của em hiện giờ em cắt đứt hết, cho em còn lưu luyến mối tình nào nữa không em? Dạ, còn nói chung là đối với em cái gì mà nó đi qua rồi là không quay lại nữa chị. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Tại vì em rất là hay bị hạnh phúc bởi những cái điều nhỏ nhặt đó chị. Dạ, cho nên là hy vọng tìm được một chàng trai tinh tế để làm cho mình thỏa mãn được cái điều đó. Quan tâm chăm sóc em hoặc gia đình em, đừng có nhiều cô gái khác là được. Cao tầm 1m7 được rồi chị. Chà, người bên kia chắc không tới phải không ta? Cao nhiêu em? 1m65. Dạ cũng được chị, không cũng sao được. Không có lông ngực chị. Không có cái gì? Lông ngực chị, tại em không thích mấy bạn nam có lông ngực chị. Em có lông ngực không? Dạ không. Không có hả? Thôi không thích đàn ông có lông ngực. Em thích trơn láng tí. Trơn láng. Mấy ông có lông ngực nhột hết trơn ngồi chứ à. Bên đây anh thích phụ nữ thế nào? Biết quan tâm cho lo cho gia đình. À. Dạ, cái thứ hai là cũng biết quan tâm chia sẻ niềm vui với người khác nha, với mình. Bạn ấy cũng xinh xắn, cũng dễ thương, trắng trẻo, cao thì tầm khoảng từ 1m54 trở lên. 54 trở lên ha. Là được rồi. Bên đàn gái cũng xinh xắn lắm á. Ví dụ giờ nè, cái anh nó yêu em dữ lắm luôn. Dạ. Rất đẹp trai mà phải nói là đủ tiêu chuẩn luôn. Dạ. Nhưng anh có lông ngực thì sao? Không, cái đó tại em đã từng bị tụt mút vì cái lông ngực đó rồi. Bị tụt mút hả? Về đi anh ơi. Đừng về nha. Đi anh. Này có không? Dạ không. Không có. Đàn trai đáp ứng nhu cầu bên đàn gái gần như hết rồi đó. Rồi bây giờ thôi hỏi một câu nữa, hồi nãy chưa hỏi nào. Bây giờ về có làm dâu gì không? Lập nghiệp ở đâu? Dạ em tính lập nghiệp ở thành phố. Em sợ bạn ấy ngại chuyện làm dâu. Có nghĩa dạ. là như là bên em là làm dâu đúng không? Dạ. Thực ra bố mẹ em thì giờ vẫn sống ở Đà Lạt ở quê bình thường. Chỉ có khi nào mà sau này... Dạ dạ hả? Dạ. Bây giờ làm dâu chuyện bình thường, đơn giản lắm. Em có yêu cầu gì về phía nhà gái nữa không? Như bạn ấy nói khi nãy là bạn ấy cũng hay nhõng nhẽo. Nhưng mà nhõng nhẽo thì nó có giới hạn thôi. Chứ mình đừng có làm nó quá căng quá thì nó cũng... Kiệt. Ví dụ em hơi nhõng nhẽo quá thì anh có chấp nhận được không? Mức bình thường thì anh thể là có thể ok. Nhưng em nhõng nhẽo quá xong em đòi chia tay luôn thì anh cũng biết sao. Nhưng mà nếu mà anh thương em thì anh sẽ chấp nhận được cái việc đó chứ, đúng không? Nhưng trong trường hợp em nói chia tay luôn mà anh cũng chấp nhận thì... Em nói ngược lại là nếu em thương anh thì lông ngực đâu là gì đâu. Nữa. Thôi bây giờ hỏi ý kiến người thân đi nè. Rồi, hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ, bạn em và các chị đồng nghiệp. Tôi xin gửi đến lời chào Quyền Linh với Cát Tường. Dạ. Cùng mọi người ở căn phòng hôm nay. Tôi đến đây cổ vũ cho con gái tôi, mong con tìm được một nửa của mình. Hai đứa tới đây cũng có một cái duyên rồi. Bạn trai bên này thì mẹ thấy cũng ổn, cũng được. Lát nữa rồi mở màn lên thì tự con quyết định chứ. Mẹ thì có bấy nhiêu đó thôi. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba em, có đồng nghiệp của em, cháu của em. Dạ, chào bác ạ. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Về cháu Tuyến là một đứa con rất ngoan, hiền, nết na trung thực, không rượu chè, không thuộc lạ, không nhậu nhẹt say sưa. Và những dịp này cũng muốn tìm một người vợ trăm năm. Về nhận xét bạn gái, bác thấy rằng là con cũng rất xinh, hiền hậu, nết na. Thì bác cũng mong rằng là tương lai bác sẽ có một con dâu xinh đẹp như con. Cảm ơn bác. Bây giờ chúng ta sẽ có thời gian gặp gỡ nhau để nhìn nhau, để trao đổi và quyết định nha. Mở hàng rào. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em trai. Anh có con. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ. Em cũng có món quà, em tặng anh một cây bút. Thì nhân cơ hội này thì mình cũng trao cho nhau một cơ hội để mình viết nên một trang mới. Anh, nói chung là anh cũng rất mong điều đó. Em thấy anh như thế nào? Có giống như là người trong hoàng tử trong mộng của em không? Em thấy anh là một người trưởng chạc, biết suy nghĩ. Thì em nghĩ anh có là một người bản lĩnh đủ để em dựa vào được. Cái điểm mạnh của anh là anh biết rất là nhiều thứ. Nội trợ là anh cũng có thể làm được. Tự hào là cũng khá luôn á, chứ không phải là dạng... Vậy là ví dụ mai mốt mà em nấu cơm xong là anh phụ em rửa chén rồi đúng okay, không? Ok, anh no problem. Anh có thích sau này rồi, ví dụ mình già đồ này nọ, thì mình có một cái khu vườn. Tại vì em rất là thích phát triển một cái mô hình khu vườn sạch, trồng rau, nuôi gà. Em rất thích kiểu đó. Thật ra cái điều đó anh cũng là cái ước mơ của anh. Đối với anh còn nghĩ tới vấn đề là một trồng thuốc nam hay thuốc bắc, những cái loại cây quý. Hai ông bằng trẻ măng tưởng đầu năm 60 tuổi rồi chứ. Hiện tại là anh đang ở dưới đây với ai? Anh ở dưới đây với cháu của anh thôi. Thì thật ra ở đây thì anh cũng tính tới vấn đề đi mua đất. Mình đám cưới với nhau thì anh tính tới vấn đề là có thể ngay lập tức thì có thể giải quyết bằng cách mua chung cư. Chung cư sao có cái vườn đâu được? Chính xác rồi, nhưng mà chẳng hạn như vườn thì mình có thể kiếm những cái chỗ mà nó có điều kiện sinh trưởng tốt như ở Đà Lạt. Em cứ yên tâm, tại vì anh có hiểu biết khá sâu về cái vấn đề tài chính, mà từ lúc mà phân phối cho tới các cái hàng bán lẻ, cũng có nhiều ý định kinh doanh sau này.
Ngoài ra nữa thì anh cũng có làm về lĩnh vực nông nghiệp, cho nên anh cũng biết khá nhiều về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Em bình thường có sống nội tâm không? Không, em thẳng tính lắm anh. Em là nhân viên lầy của công ty luôn á anh, là em nói thẳng lắm, có cái gì là em chia sẻ hết à. Không, anh cũng rất là thích cái điều đó. Vậy là anh chấp nhận em bỏ bùa không? Nói chung là coi như anh cũng lấy bùa luôn, anh bỏ luôn như có bùa. Anh thì nói chung là lâu nay thì anh vẫn đi kiếm mua đất, năm ngoái cũng kiếm được một cái cũng ưng lắm, nhưng mà nó bị ngược cái hướng. Anh ở quận mấy? À, anh ở quận Gò Vấp. Hai gần em. Hai em ở đường nào? Dạ em ở ngay ngã năm Chuồng Chó. Ồ tuyệt vời quá, anh ở ngay cho góc còn lại luôn. Bạn trai hay thiệt, biết ở ngã năm Chuồng Chó tặng nguyên con chó. Muốn đứng hát tặng em một bài. Rồi đứng lên tự tin biểu diễn cho cô ấy xem. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bóng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt em trao trái tim. Nói chung là em gặp em, nói chung là anh cũng xúc động quá nên thành ra cũng quên mất luôn lời bài hát. Dạ không có gì hết anh, thì tay anh ấm. Thôi thì giờ mình cũng cho nhau một cơ hội, thì hy vọng là mình sẽ có một cái happy ending. Ok. Nắm hoài vậy thôi, được rồi, buông tay đi, nắm hoài. Chưa có bấm nút mà nắm hoài luôn. Rồi, ngồi vô vị trí. Nắm hai tay luôn, vuốt. Lâu lâu để thằng trai người ta có cơ hội điều kiện chứ. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình nha. Và chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thì đó, giờ nắm tay nhau rồi đấy. Rồi xin phép gia đình hôn bạn gái kia đi. Xin phép, xin phép. Xin chưa? À, con xin phép bác được hôn nha. Dạ em nữa em. Dạ. Em gì? Dạ. Tên em gì kìa? Quên tên rồi. Em tên gì? Dạ nãy cũng quên. Giờ em nói được cái tên em hôn cho hôn liền á. Đúng rồi, nói đi rồi cho hôn. Ân 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 ân. Dạ ân. Em tên Ngân anh. Dạ. Dạ con xin phép bác được cho con hôn em Ngân.